Làm gì ngồi thẳng thờ vậy hả? Ừ. Mất máy lạnh rồi mà, theo ý nguyện của bạn rồi mà. Rồi bạn phải cười lên chứ. Khóc gì nữa. Đúng ý bạn rồi. Tôi lạnh lát tôi đóng băng lại luôn nè. Mấy vậy? Con 28 ạ. Có 28 độ sao? 28. 28 độ rồi có đóng băng không? Không. Vui rồi, có đứa vui rồi, được bắt máy lạnh 28 độ, vui rồi. Mát luôn. Mát mẻ tâm hồn rồi. Cười lên cho vui. Cười mà không dám quay qua đây cười. Núp lại đó làm chi? À, bắt được máy lạnh thoải mái rồi mà không dám cười. Cười quay qua đây cho tôi nhìn cái hàm răng cay. Xem qua đây cười cái cay. Em chưa dâu ơi, tôi thấy chưa dâu nghe đít em mà đang nghe. Nghe. Tôi thấy cái bông với chưa dâu nghe đít em đó đang nghe. Đấy, tôi lại tôi cầm một cái đang nghe. Trời ơi. Cười mà không dám cười nữa. Ê, trời 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 trời. Cười mà phun nước miếng luôn vậy. Cười thì mở miệng ra. Được bắt mà lạnh cái vui vậy hả? Niềm vui đơn giản như trời. Mình vui chỉ có vui thôi. Niềm vui chỉ có mày lạnh thôi à. Đơn giản như vậy. Cứ tự đi thôi. Hả? Chỉ cứ đi thôi. Với con to be thôi hả? À? Có niềm vui đó hả? À? Còn đi học thì sao? Trời ơi, học sinh vậy mà đòi làm cháu ngoan bác Hồ. Cháu ngoan bác Hồ mà hỏi đi học không? Không, no 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 no. Kỳ gì tời. Thấy cái tóc ngay ngắn lại rồi bù xù cái đầu hết rồi. Xạo. Ủa gì vậy? Ủa alo ạ? Ủa tôi làm gì bạn đâu? Thì tôi thích. Tôi thích quay cái camera vô mặt bạn được không? Quay gì? clip rồi nào. Nãy giờ bị quay lén leo 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 leo.